thì nó khác cả rồi. Tốc biến thì kiểu nó khác. Đấy, mang phai mà. Thằng dưới nó quánh ngoài đấy bạn. Em biết để rồi, bạn chít cái gì? Bạn nhà đây đi, bỏ đi tay rồi. Về đây không mẹ. Thằng này dừng, thằng muốn đi đâu nó đi. Ừ, đi rồi nghe, đi tắt phát tiếp. Hả? Nó cầm tiền. Đúng rồi, cô ấy cả. Ừ. Nhiều con lắm, tơ không? Con nào là cân thì mẹ này, kia lại của bố. Berlin á? À, ừ, cân này Berlin, mình đang tập được. Berlin nếu cửa được. Đi giới biết thử mái. Berlin nếu cửa được. Tin một châu ấy. Bia nó đi tốt thì khi mà châu ấy cất đi cái hôm đấy có đi đi ở rác đánh có đi đi mà ngon vãi đâu thích cũng lòng phải mà cũng tư vấn nhiều mà kiểu sợ đâu thì khó được lấy lấy được. Alo. Ôi chào thầm. Alo. Và chúng ta cùng đến với trận thi đấu đầu tiên của kèo đấu ngày hôm nay. Van Lớp Tôm đối đầu lại với Phương Tú và anh Sê Tơ. Mà màn hình máy của Tôm, anh cầm Persian. Máy của Van Lớp thì đang gặp một trục trặc nhỏ nhỏ nên là chúng tôi vẫn chưa thể view được máy của anh. Thế nên là chúng ta cứ theo dõi Tôm Cruy đã. Một bài Persian ở góc 9 giờ. Hiệu voi là rất nhiều. Và một bầy hiệu 6 con, một đôi voi. Và kèo đấu của chúng ta thì đánh hơi muộn, có vẻ như là kèo này sẽ xuyên đêm. Và nếu xuyên đêm thì càng vui, có cái mà nói chuyện với nhau cho nó vui. Bên kia thì như là có một mi hoan. Vâng, như vậy nhà Tôm thì không phải là hai voi, mà ít nhất là có ba voi rồi. Trong góc 9 giờ thì có một đôi voi nữa, hình như là vậy. Một bài pơ mà hiêu voi về nhà nhiều như này rất khỏe. Hai mốt trên 24. Đây các bạn có thể thấy là con voi kia thì nó nằm cạnh với cả chiếc bé. Thế được rồi đúng không ạ? Có phải hay không? Nó như chỗ này nhớ 16. Và chúng ta cùng quay trở lại thôi. Pơ của game thủ Tôm thì anh ấy vừa lùa lỗi một con voi. Nhưng không vấn đề, vẫn là một trận mà kích ở đầu 9 của game thủ Tôm. Đóng BM ở đây đi. Vâng, nó sẽ là khoảng tầm 9-15, 9-16 gì đó. Kích nào? 9-20. Bãi vàng thụt ở trong. Với một trận kích 9 như này thì Miwan khả năng cao nếu mà đánh cung A thì oảng. Tôi vẫn chưa thấy Tôm soi quân để biết được rằng là Van Lớp cầm quân gì. Bên kia thì có một Miwan. Lại đôi voi nữa này, các bạn có thể thấy nhà Tôm rất nhiều voi. Chúng ta cùng chờ xem là anh sẽ gặp ai đây. Và nếu như mà gặp một nhà... đây rồi, gặp luôn Miwan à? Đúng là Miwan luôn. Vâng, bây giờ anh ấy vẫn bập bùng khói lửa. Ngon rồi. Như vậy là Tôm khả năng là sẽ chơi quẳng nhà này luôn. Lờ thứ hai nào.
Mark Lớp là game thủ Phương Tú, còn Exeter là mùa 3. Đã lên đời 3 xong, 1 L chảy đều. Công giáp đầy đủ dành cho Tôm và bây giờ L thứ 2. Vâng, hai lạc đà nó sang đến đây phát thì đạo dân này đi ăn cắp hết. Hình như vậy là Miwan và Katha là bên kia. Bên kia là một Miwan một Katha. Còn mình là một Mơ. Tôi không quan trọng Van Lớp cầm con gì đã có tầm này nữa rồi. Bởi vì là nếu như mà Miwan chết thì Katha đi ăn thì cũng chả thể nào chống được bài mà có Van Lớp thủ phủ cả. Trừ khi Van Lớp cầm Mark. Vâng, Van Lớp cầm Mark thì không có phủ thôi. Còn nếu như Van Lớp mà cầm những loại quân khác thì hoàn toàn là có phủ để chơi. Kia cẩn thận bị bó. Vâng, rất tốt, như vậy là không bó được, vào đi. Vào vào Tôm. Vâng, lấp lỗ cho Mai để cho dân chạy. Nhưng chạy đâu. 7 dân nữa của game thủ màu 8 chết tiếp. Vâng, còn bãi quả đấy nữa cho Tôm này. Chúng ta thể thấy là một bài mà Persian rất giàu. Vẫn thủng. Vâng, một cái khe ảo. Đạo dân màu 8 này sẽ chết. Đây rồi, vâng, hai cái ruộng. Bây giờ tôi bắt đầu đang vẽ ruộng ở nhà. Chúng ta thấy thầy. Cái chỗ này mà chỉ là một cung tê thôi, hay là một cái bất kỳ một con gì mà có thể bắn qua được hàng E thì game thủ màu 8 chết nốt. Vâng, lên đời xong không có lực để có thể nâng bánh xe. Đây rồi, ăn đâu bãi giận này thì thôi xong. Vâng, màu 8 chính thức fit. Chính thức fit. Vâng, có bánh xe. Liệu rằng màu 8 có chơi bài công phủ không? Nhưng mà không sao, nhà Tôm đã có phủ rồi. Và bây giờ thì anh sẽ cơ cấu và khung nhà mình lại. Mông dân màu 8 chạy nhông kèn vào đồ. Quá khổ cho Phương Tú. Thêm một cái E nữa là đóng ra. Và như vậy là nhà của Tôm đã kín được khung này. Một cái F ở trong. Đây, đây là Exeter. Vâng, X đi sai rồi. Hai nhà P của game thủ Catanian nhưng không thể làm gì được. Van Lớp quá khỏe, Tôm thì cũng vậy. Điểm số của anh cao nhất bản đồ. Rất vũ. Tỷ số là 1-0 cho cặp đôi Tôm và Van Lớp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.